chấp 232 các nữ đồ đệ của ta đều là chư thiên đại lão tương lai. Thánh Sơn tu di, không thể vượt qua, kẻ ngoại lai, kẻ không lui. Chết! Thái Lạc, Kính Hổ, xuất, thị vệ của ngươi lại là khí linh, Nguyệt tỷ tỷ là khí linh. Ngươi không biết sao? À, ta cũng không biết, vậy Linh Linh tỷ, bây giờ chúng ta làm sao đây, phải để cho đại hầu tử Lôi Điện kia. Không, bổn ý của Lôi Cực là hộ sơn, chỉ cần đánh lui được hộ vệ của ngươi, rời khỏi núi tu di nó sẽ từ bỏ truy kính, bây giờ vấn đề là ý chí của lão gia tử cũng sắp thức tỉnh rồi. Điện hạ, ngươi tới đúng lúc lắm. Đưa Khâu Nhi Hoa Nhi ra hậu viện bảo vệ, thông báo cho 26 bộ tộc dưới tháp tránh dưới núi trước khi Lôi Minh dừng lại không được ra ngoài. Tuân lệnh. Á, lão gia, ngài nhìn xem đại tỷ tỷ tóc vàng kia với đại hầu tử màu vàng kia đánh nhau rồi. Ừm, ngươi tự nói muốn ăn khuya, mau nhân lúc còn nóng ăn xong đi. Kim đồng tộc đã loạn như vậy rồi chúng ta còn ở đây ăn khuya, thật sự tốt sao? Nếu không thì sao? Là người được ta chọn, đỡ được kiếm ý của ta chỉ là vượt qua khảo sát giai đoạn 1, mà khảo sát giai đoạn 2 vừa hay kim đồng tộc lại có khí linh của thâm am lôi đạo, làm nội dung kiểm tra vừa thích hợp. Hầu tử này chỉ thi triển ra lôi đạo bình thường, linh tức của nha đầu Thiên Chu bình thường tiết ra còn mạnh hơn này gấp trăm lần. Nếu như ngay cả khí linh cấp bậc này đều không thể áp chế dễ dàng thì không có tư cách trở thành cộng tác của Thiên Chu. Quy ly kiếm quyết, vạn kiếm tỏa. Phong. Gào. Lão gia, đại tỷ tỷ phong lại rồi. Huỳnh tỷ, xin lỗi. Không, đây không phải là lỗi của điện hạ. Vị thị vệ kia trên người không có khí tức của nhân tộc ta cũng không chú ý. Nói ra thì cũng coi như là ta thất trách, hai vị yên tâm, chuyện như này cũng đã từng xảy ra rồi, điện hạ bọn họ sẽ xử lý được. Ta dẫn hai người tới tẩm cung của hoàng tử công chúa, xin hãy bảo quản kỹ kim hành lệnh trên người, đừng chạy lung tung. Có lệnh bài rồi, cho dù là Lôi Cực hay là kim gia thức tỉnh cũng sẽ không coi các người là kẻ địch. Đây là... Hửm, lão gia, sao vậy? Thần thông thiên phú thứ 3 của Thanh Khâu thức tỉnh rồi. Huỳnh tỷ, sao vậy? Điện hạ cần gì cứ nói với thị nữ, ta sẽ thay cô sắp xếp. Khâu Khâu, chuyện này nói ra thì cũng là do ta mà ra, ta thực sự không thể trốn tránh mặc kệ, cho nên Huỳnh tỷ. Xin lỗi. Điện hạ, sao ngươi lại dùng huyễn thuật với Huỳnh tỷ? Không sao, chỉ là thuật thôi miên nhỏ thôi, một nén hương sau sẽ tỉnh lại. Không phải, ngươi đi đâu vậy? Huỳnh tỷ đã nói đừng chạy lung tung mà, cứu người. Hả? Vừa nãy trong đầu ta lóe lên một hình ảnh, đêm nay nếu không có ngoại lực can dự, kim đồng tộc sẽ chết rất nhiều người. Đáng ghét! Linh Nhi, chuyện này rốt cuộc là sao? Gia Gia Kim Cẩn Linh, Kim Hành Khôi, cha Kim Cẩn Linh, Kim Thiếu Khanh, Gia Gia, cha. Thị vệ Khâu Khâu đưa tới là khí linh, lúc tu luyện tiết ra linh lực, dẫn tới sự chú ý của Lôi Cực cũng gọi tỉnh lão gia tử luôn. Nhưng vấn đề không ở đây, dựa theo kinh nghiệm trước đây, lúc vào đêm là thời khắc suy yếu nhất của ý chí Thái Tổ gia, lôi đạo có lẽ sẽ rất nhanh là có thể áp chế. Nhưng bây giờ lôi vân đang hình thành, chúng con không thể áp chế được tốc độ lan rộng của nó. Trong lôi vân ta không cảm nhận được khí tức của lão gia tử vẫn chưa tỉnh. Là ý chí lôi đạo trên người ông ấy hoàn tất mất khống chế rồi. Thái gia Kim Cẩn Linh, Kim Hành Châu, toàn thể Kim Đồng nghe lệnh, tất cả thiên nhân cảnh trở lên tập hợp tại trước Kim Cung Lâu nhập trận. Mau. Thái gia, Thái Tổ gia. Tinh thần của lão gia tử đã tách khỏi nhục thể, mất đi áp chế của bản thân, ý chí lôi đạo tiếp cận thành đạo này sẽ không ngừng lan ra. Chúng ta phải dốc toàn lực áp chế ngăn cản ý chí lôi đạo lan rộng, vẫn cần có người đi vào cung lâu thử gọi tỉnh ý thức của lão gia tử. Ý chí lôi đạo trong cung lâu cuồng bạo gấp mấy lần bên ngoài, tu vi các con còn kém, lão phu nếu chết bên trong, sau này. Không, Thái gia, con đi. Không được, cha còn chưa chết, ở đây không có chỗ cho con nít, ta đi. Ta hiểu rồi, chỉ cần vào đó gọi Kim gia gia tỉnh, lôi đình trên trời sẽ ngừng lại, nguy cơ cũng được giải trừ đúng chứ. Hay, Khâu Khâu. Tạo thành cục diện này ta có trách nhiệm rất lớn. Nhiệm vụ gọi tỉnh Kim gia gia cứ để ta. Giới thiệu tập sau,
nơi này là Sơn Hải giới hơn 5 vạn năm trước. Là xuyên không hay là phía sau? Gặp quái vật. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.